không. Vòng 3, cùng nhau hái lộc. Đội chơi sẽ có 3 lượt hái lộc để giành lấy giải thưởng đặc biệt từ chương trình. Đội chơi sẽ quay vòng tròn nhỏ để chọn bản tiền thưởng tương ứng trên vòng tròn lớn. Thành viên của đội chơi sẽ đu lên cây kim trên vòng tròn lớn để hái lộc. Nếu rớt xuống thì xem như mất lượt. Nếu thành công thì sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với số tiền thưởng in trên phía sau tấm bảng. Ba con ơi, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho đội Hồng Ngự quê tôi đang đến với vòng cùng nhau hái lộc. Thuận sẽ giúp cho anh em 3 vòng quay. Dạ. Rồi, vòng quay đầu tiên mời Hùng Thuận. Cái đầu tiên là phải vô cái tiền nhiều nhất nè. Đó đó đó, em thấy là nó vô cái số. Ba con ơi, số mấy bà con? Số 1. Số mấy ạ? Số 1. Số 2. Số 3. Số 1. Vâng, vòng quay đầu tiên đã mang lại con số 1. Ai sẽ là người đi trước ạ? Vâng, mời anh. Kính thưa bà con cô bác, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay đầu tiên. Vòng quay bắt đầu. Rồi. Rồi. Từ từ anh ơi, anh ra đâu? Từ từ nha, từ từ. Và bây giờ thì Nguyễn Liên sẽ nhờ bạn Hùng Thuận sẽ lên để rút tấm bảng ở vị trí số 1 để xem là bao nhiêu tiền. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ở vị trí số 1 tấm bảng nhãn hiệu thuốc trừ bệnh Philia 525SE sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu tiền. Hai triệu đồng. Vâng, cảm ơn Thuận. Vâng, bây giờ thì vòng quay đầu tiên nó mang lại số tiền là 2 triệu. Xin mời anh và chúng sẽ giao lại. Đó, 2 triệu. Chào tặng cho anh 2 triệu. Thuận ơi, Thuận sẽ... chúng ta phải nhờ tới Cương Ân. Xin mời. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón Cương Ân. Cương Ân sẽ giúp chúng ta quay vòng quay thứ hai. Bà con ơi, Cương Ân sẽ dùng đôi tay vàng của mình để mà quay. Rồi, 3, 2, 3, quay đi. Dạ, em nghĩ là số 6. Em nhớ là ở đợt trước em làm là nó nằm ở con số mấy không? Dạ, đầu tiên là như là con số 7. Cái con đầu tiên mà mang lại cái giá trị cao nhất em nhớ không? Là số 7. À, số 7, số 7. 6 triệu được đó anh. Rồi, số 8, số 8, số 8 chắc luôn rồi. Không, anh nghĩ nó sẽ nằm ở số 2. Rồi. Vâng, số 2. Số 2. Số 2. Yeah. Liệu đây sẽ là con số may mắn hơn chăng? Anh phải không? Đó, mời anh trai. Kính thưa bà con cô bác, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay thứ hai. Bắt đầu. Cố lên ơi. Ở số 2 nha. Cố lên, cái này thì dễ thôi, cái này thì dễ thôi. Rồi, anh thảy ra đây cho em. Thảy ra đây luôn, đúng rồi. Rồi. Rồi, chưa nha, chưa nha, chưa nha. Chân nào em nói anh đáp thì anh đáp. Ba chân ra. Đúng rồi. Thấy không? Nhẹ nhàng không? Anh nghĩ là nâng lên rút lần đi cho nó đẹp nha. Chúng ta sẽ vào một tràng pháo tay để nhờ bạn Kiều Ngân bước lên rút tấm bảng thứ hai. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem thuốc trừ bệnh vi khuẩn Total 200WP sẽ là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Em thì bao nhiêu? Là số lớn. Mời. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 3 triệu. Vâng. Rồi, nhờ bạn Kim Ngân sẽ giao lại cho anh trai tấm bảng thứ hai trị giá 3 triệu đồng. Hiện tại chúng ta đang có số tiền là 5 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ nhờ đôi bàn tay vàng từ cô gái màu xanh lè đó sẽ quay dùm vòng thứ ba. Tôi nghĩ là số 5, số 6 là vừa. Không thật, em đoán số nhiêu? Em nghĩ là khoảng tầm số 7 á. Rồi qua số 7 rồi, hút rồi. Rồi nó số... có thể là số 3. Cũng có thể là số 4. Số 4 thôi. Số 4. Anh vừa tới vị trí đó, anh vừa hái xong anh thả chân xuống luôn. Đúng rồi. Mời anh. Kính thưa quý vị các bạn, kính thưa bà con thân mến. Và bây giờ chúng ta sẽ đến vòng quay thứ 3. Vòng quay bắt đầu. Ấp đi số 4 đúng không? Vâng. Quá khó. Từ từ
Từ từ nha. Bà con ơi, cố lên. Cố lên, từ khoan nha, khoan nha. Giúp mạnh ra, đúng rồi. Okay. Rồi, thả chân ra luôn, thả chân ra đi, thả chân ra đi. Trời okay. Hay quá. Mời Kiều Ngân, em bước ra đây luôn. Cùng đón xem bao nhiêu ạ? Chúng ta cùng chào đón xem tấm bảng tiền ở vị trí số 4 của nhãn hàng thuốc trừ rầy thế hệ mới Messina TM106SC là bao nhiêu tiền? Thuận em đâu nhiều? Em đang mong 6 triệu mang về đội của mình. 3 triệu. Ôi, ôi, em ơi. Bây giờ xin mời anh Trang ở đây. Kiều Ngân sẽ trao lại cho Bình Anh một tấm bảng có giá trị không cao, kế bên chắc chắn nó sẽ có một giá trị rất cao. Ai đón số 3? Giơ tay lên. Bà con ai đón số 3 ạ? Ai đón số 5? Em. Em đáng số 5 mà. Và số tiền hiện tại đang có ở vòng quay cùng nhau hải lộc của đội Hồng Ngự Quê Tôi đang có số tiền là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Đội Hồng Ngự Quê Tôi và đội Các Chú Cao Lãnh đã vượt qua cả 3 vòng thi. Bây giờ là tổng số tiền của các bạn có được. Các Chú Cao Lãnh, các bạn đã về nhì với số tiền là 6.600.000 đồng. Đội Hồng Ngự Quê Tôi, chúng ta đang có số tiền là 15 triệu. Cái chú mà tôi mình thấy rất là dễ thương, anh Thành. Anh lúc mà anh ôm vòng quay, anh thả người xuống, lúc đó anh có cảm thấy sợ không? Tại cái bụng nó lớn, thử cái vòng tay mình ôm nó không sát vô. Ê, anh đừng nói vậy, em thấy hớp bụng anh mà. À, trước khi đến cái vòng quay thì anh có lo lắng không? Không đâu. Vậy hả? Rất tự tin đúng không anh? Tôi tự tin. Trong cái ngày 8 tháng 3 vừa rồi thì mình chưa có làm được tiền. Hôm nay được cái phần quà, có nghĩa là cái may mắn, chắc có thể là dùng hết số tiền này mua quà cho bà xã. Oh, oh. Bù lại ngày 8 tháng 3 đúng không? Phụ nữ là wow. Thì bên này Kiều Ngân có lời chúc mừng gì đến với đội đối thủ không? À, đầu tiên là em muốn chúc mừng mấy anh. Tuy rằng không có đạt được cái mức cao nhất là 6 triệu nhưng mà 3 triệu cũng là cao rồi, và được 2 lần 3 triệu nữa. Chúc anh sẽ sử dụng số tiền này để tạo ra niềm vui cho gia đình. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Kiều Ngân. Kiều Ngân xin một lần nữa được đại diện cho chương trình cảm ơn hai vị khách mời rất dễ thương, Hùng Thuận và Kiều Ngân. Vâng, và bây giờ thì Hiếu Hiền xin mời anh kỹ sư Trương Hùng Phong sẽ lên trao hai phần thưởng cho cả hai đội. Đây là những kỷ niệm chương để cho chúng ta sẽ mãi nhớ về chương trình ngày hôm nay. Vâng. Và đây là tấm bảng trị giá 6.800.000 đồng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao quà và phần thưởng trị giá là 15 triệu đồng cho đội Hồng Ngự Quê Tôi. Xin mời anh. Chúng ta đã trải qua những giây phút thư giãn có thể nói là rất là hào hứng và sôi nổi. Và đây là tấm bảng tượng trưng trị giá là 15 triệu đồng của chương trình Cùng Nhau Hái Lộc. Chương trình Cùng Nhau Hái Lộc do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Chúng ta hãy nhớ đến khung giờ 17:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cùng Nhau Hải Lộc được tài trợ bởi tập đoàn Lộc Trời. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình đầy tiếng cười tuần sau. Mến chúc tất cả bà con nông dân thân yêu luôn luôn có nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.